Vừa hoàn thiện xong, em lồng cô gái quả đào nóc đan mây size 35cm nhé. Với mẫu này thì thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cho anh em nuôi chim. Và có thiết kế hai lỗ đầu tư han hai bên. Cái phần đế sẽ là phần mẹt và anh em rất là dễ để tháo ra về vệ sinh cho chim nhé. Móc lồng thì sẽ xoay được 360 độ. Khi đóng hàng thì bên em sẽ tháo rời phần móc để anh em nhận hàng thì lắp phần móc giúp em nhé. Mình thao tác rất là đơn giản thôi. Mình sẽ bẻ đôi cái thanh nan và mình chốt lại hai bên. Sau đó thì mình nhỏ một giọt keo vào hai bên là ok luôn nhé. Anh em đặt hàng thì liên hệ ngay với siêu thị lồng chim, bởi vì lâu lâu thì bên em mới ra thôi và chỉ còn có 5 chiếc duy nhất ạ.